Xin kính chào cả nhà. Thì cả nhà bây giờ Châu đang trên đường đi rước bé Na. Chiều nay 4 giờ rồi Châu đi rước bé Na. Nó vừa đó. Con ginh vô nhà nổi không? Không ạ. Để mẹ ginh cho ha. Châu mua được thùng dừa cả nhà ơi. À thép be giao tới rồi. Trời, tự dưng cái cổ họng nó bị gì nói tắt tiếng không nghe được, không rõ. Con bấm sai rồi đó. Hana nó mở cửa. Sai nữa rồi, quên hả? Không nghe lâu quá con bấm con quên hả? Đúng rồi. Nè. Vô đi mẹ ginh vô cho con nghe. Hả? Xin chào mà cô chú. Na thui khui thùng dừa nè mà cô chú ơi đi. Ừ đúng rồi, cái đó không. Không phải. Rồi rồi xin chào mời cô chú đi. À, không phải tại cái kiểu nó vậy đó. Rồi nè, nè con giới thiệu con đang làm gì cho mời cô chú nghe đi. Nè, giới thiệu đi, xin chào mời cô chú tên gì đi. Chứ con không về lâu rồi con không chào mời cô chú gì trơn á. Chứ con chồng mà cô chú đặng mẹ mới có làm video có tiền mới mua dừa chứ con uống được đó. Chào đi, chào đi con. Dụ nó hết sức luôn, nó không chào cả nhà. Cách này nó hết có ngoan rồi cả nhà ơi. Ông bà cô chú ơi, chào bà cô chú đi con. Rồi đứt tay đừng nói sao nha, dành cắt nè. Nó đòi cắt, không cho nó cắt, nó khóc, nó là. Hôm nay bận đồ màu đẹp dữ ta. Cắt xong rồi đứng lên quay cho bà cô chú coi coi nay na đẹp không, bận đồ đẹp không. Màu hồng, màu cam là quá trời rồi. Giúp đỡ không, lấy kéo cắt. Tép ta. Ồ, giỏi dữ trời. Ồ, còn nữa. Thôi gì view ông bà cô chú coi dừa tươi không? Dừa tươi xanh không? Đây nè ông ơi, cắt ở đây nè. Đây nè, chỗ này nè, nó không ra nè. Rồi, giỏi quá, là giỏi quá. Rồi, review dừa cho ông bà cô chú coi đi. Dừa nè ông bà cô chú ơi. Quá, tươi xanh luôn. Quả trời xuất sắc. Quả trời xuất sắc mày. Mà một cô shipper chỉ cầm. Chỉ cầm một cô shipper. Rồi, mày lấy chặt cho con ha. Dạ. Rồi. Nè, xin chào ông bà cô chú đi. Quay con bà cô chú coi đẹp không? Ôi trời trời, lấy cây kéo dẹp qua bên cục vàng ơi, cục vàng ấy kéo nhiễm quá. Rồi quay lại đi. Úi trời ơi, quả trời, ẹo ẹo lại coi, ẹo ẹo qua ẹo lại, hỏi ông bà cô chú ơi nó đẹp không? Rồi cả nhà ơi, khui dừa ra xong rồi, giờ Châu chặt dừa để ngồi hai mẹ con uống. Mẹ hả? Hana nó nói mẹ nước nó gớ nó chả nó đổ rồi làm sao? Mẹ chặt nó không có đổ đâu con. Mẹ là người Việt Nam mà, mẹ chặt dừa giỏi lắm. Còn
trái này con kêu là trái gì? Dừa. Dừa gì? Dừa nước. Dừa nước. Cái này kêu là gì? Nó nói dừa, dừa nước. Dừa xiêm. Cái này là dừa xiêm á cả nhà, trái nó nhỏ nhỏ dừa dừa nè. Cái chị bán chị nói là một trái từ 1,2 kg trở lên. Dừa. Ừ, cái này là coconut nè con, tiếng Hàn là coconut. Tiếng Việt là dừa xiêm. Dừa. Tiếng Hàn là coconut. Nè. Chút mẹ dạt cái này ra là mình lấy ống hút mình uống ha. Coconut. Ừ. Dạt cái đít cái. Hana nó nói xong chưa cho nó uống lẹ lên. Rồi xong rồi đó con gái yêu. Ừ, để mẹ dạt nha. Đó. Đó, thì mẹ dạt giỏi không? Đó. À, lại về đi cây một chút mẹ lấy ống hút mẹ mẹ ấy vô cái con uống nha. Rồi trái này mẹ dạt nó hơi bự rồi. Đừng có đứng thọc tay. Đó. Trái này thì nó vừa nạo luôn. Còn trái hồi nãy trước thì nó hơi cứng nạo một chút. Rồi giờ mẹ với con uống ha. Rồi đây. Rồi xin chào. Xin kính chào cả nhà. Xin mời cả nhà cùng uống dừa với hai mẹ con trong nha. Con xin mời ông bà cô chú cùng uống dừa với con đi. Xin mời ông bà cô chú cùng uống với nha, dừa nha. Dừa, dừa gì? Dừa nước. Dừa nước. Dừa xiêm. Dừa xiêm Việt Nam. Dừa xiêm Việt Nam. Ngon lắm ông bà cô chú ơi. Ngon lắm ông bà cô chú ơi. Thì cho chặt xong rồi cả nhà. Bé Nà đó. Châu kính mời cả nhà cùng uống nước dừa với hai mẹ con cho nha. Thì Châu chắc nguyên cái bàn đây là hết trơn. Cái này là Châu mua 12 trái. Thì hai mẹ con Châu chặt 2 trái. Còn 10 trái Châu để lên cho nó hoành tráng luôn. Bé Nà nó cầm vô mỗi trái dừa, mỗi cái hai cái ống hút nó nói là à mẹ ơi, na uống cái trái của Na xong rồi Na uống trái của mẹ nữa thử coi cái nào ngon. Nó cầm vô mỗi trái dừa hai cái ống hút, nó chia ra là cái mà trái của Châu là nó cái ống hút của nó là màu hồng nha, mẹ đừng có uống cái ống hút màu hồng của nó. Rồi cái trái của nó thì cái ống hút màu vàng với màu trắng. Nó chia ra là cái của nó màu vàng, cái của mẹ là màu trắng. Rồi con uống dừa con thấy làm sao, con nói bà cô chú nghe đi. Con Hana con nhìn cho con mày hợp có nói tiếng Việt cái của Na, cái của Na hơi không ngon chút, hơi không ngon chút. Rồi tới trái của mẹ. Ông ma con nhìn mani mai xích sạch tiếng Việt không biết. Trái của mẹ, trái của mẹ rất là ngon, rất là ngon. Trái của con sao không ngon vậy? Mẹ thấy trái của con nó già hơn trái của mẹ, nó phải ngọt hơn, nó ngon hơn. Mà sao nó không ngon? Để mẹ uống thử ha. Tới mẹ uống thử, mẹ review nha. Cái này hả? Ông hút bị bể hay gì hút lên kìa? Không biết. Ừ. Trái của Na nó già, kiểu như là nó có gà cả nhà. Hana con đừng nghĩ sao mà Na nên đã Hana uống hút. Trái của bé Nà nó có gà nên là nó hơi lạ lạ. Thì nó nói là cái trái của nó không có ngon nhiều, ngon ít. Còn trái của Châu á, nó vừa nạo tới luôn lên này, nó không có cái gà nên là uống nó đúng vị, chắc là trái dừa luôn. Nên là nó nói của mẹ ngon nhiều. Thì cái trái này cái vỏ nó già cứng này cả nhà, nên là nó có gà. Nó có một chút gà trong đó, uống nó hơi lạ lạ. Dừa này uống là chuẩn 100% luôn á cả nhà, nó không có
nó không có nghe mùi lạc mà nó cũng không có nghe mùi lạ gì hết trơn á, rất là ngon luôn nè. Nhồi dạt chứ dừa ganh nó tươi xanh luôn nè, ngon lắm luôn. Thì cái thùng dừa này hôm nay là nó 23.000 won tiền hàng, Châu chưa có trả tiền nữa, mới nhận được luôn, không có trả. Tại vì ở bên đây bán thì thường thường đa số bán là người ta nói mình nhận dừa, nhận hàng trước. Người Việt Nam bán ở nhà là nhận hàng trước rồi ok rồi mới chuyển khoản. Còn những cái mạng của người hàng họ bán là toàn là mình phải chuyển khoản trước cho họ, không rồi họ mới gửi hàng cho mình. Nhưng mà những cái mạng đó Châu không biết, Châu không có xài. Tại thấy cô em Múc xài, cô Múc hay mua rồi Châu biết thôi, chứ Châu không có biết xài, không có biết giao dịch trên những cái mạng của người hàng bán. Nhưng mà người hàng bán thì họ nhận tiền trước, nhưng mà họ cũng cho mình là có hư hay là vấn đề gì thì họ cũng cho mình trao đổi lại nha, chứ không phải là mình chuyển tiền cho họ rồi là họ giao. Vậy là họ không có quan tâm tới vấn đề là hàng có ok hay không, thì không phải là như vậy. Cái nào ngon con uống đi, con thích uống cái nào con uống đi, mẹ mua cho con uống đó, con thèm nên mẹ mua cho con uống đó. Con cảm ơn mẹ đi. Đi đi. Đi đi con, đi đi. Để cái đó lên nha con, bắt đèn lên nha. Đang uống đi đi ấy. Ngon lắm luôn. Nó nói chung là cỡ 80-90%. Tại vì họ chuyển qua đây cũng mấy ngày rồi. Mấy ngày rồi mới qua tới đây nên là nó cũng hơi mất đi cái vị ngọt, nhưng mà còn cũng ngon, ngọt đúng vị dừa lắm. Khoảng từ chừng 80-90%, nói 100% thì nó hơi nổ quá. Thì lúc trước Châu quay có cái video có chị nói sao mà ở bên Việt Nam rẻ quá mà qua tới Hàn nó mắc dữ vậy, thì là do nó đi máy bay nên nó có giá cho cả nhà. Nó đi máy bay á, tiền vận chuyển này kia đủ thứ, tiền vận chuyển máy bay qua, nói chung là tiền người ta đi mua tới chỗ người ta mua dừa, tới giường người ta mua, rồi xong những cái người buôn lái đó họ cũng có phần lời nữa, rồi họ mới giao lên qua chỗ khác, rồi chỗ khác mới giao tới chỗ khác, rồi mới nó rồi lên máy bay cái nữa, tiền vận chuyển nói chung là rất là nhiều công đoạn. Rồi lên máy bay xong đâu phải là nó tới nhà Châu uống luôn. Lên máy bay xong rồi á, những cái nhà phân phối lẻ á, chỗ chủ lớn á, họ mới chia ra những nhà phân phối lẻ đó, rồi những cái người mà phân phối lẻ những cái chỗ tiệm lẻ đó mới đăng lên mạng rồi tìm bán, giao bán cho những cô dâu Việt sống ở nước ngoài này nè. Rồi những cô dâu Việt thấy rồi mua, nên là nói chung nó qua rất là nhiều công đoạn, nên là phí rồi tiền này tiền kia rất là nhiều, nên là qua tới đây nó rất là mắc. Tính ra thì thùng này 23.000 won tiền hàng thì khoảng nếu mà tính theo tỷ giá tiền hàng nhân 20 á thì nó là 460.000 tiền Việt Nam, là nhân 20 nha, là nó mắc như vậy đó. Còn ở bên Việt Nam mình một chục dừa chừng mấy chục ngàn, 40-50.000 chứ gì, đúng không cả nhà? Mà qua tới đây thì nó vậy đó, một chục dừa nó tới 400 mấy, nó mắc hơn gấp mấy, gấp mười mấy ha, quá trời mắc, gấp 10. Nên là ở bên đây thì mình so mình tính theo bên đây thôi, chứ còn nói mà mình nghĩ về tiền Việt Nam mình so vậy đó, thấy nó quá trời chênh lệch, nó mắc thấy ngán. Mà lâu lâu cũng mới uống chứ đâu có uống thường xuyên, lâu lâu mới uống một lần. Rồi thì thôi cả nhà ơi, cái video của Châu hôm nay vậy, chỉ có vậy thôi hả. Khoe với cả nhà là Châu mua được thùng dừa bên hàng vậy đó. Hai mẹ con cùng uống là dừa nó rất là ngon. Nếu mà mọi người có muốn mua dừa uống á, thì mua cái loại dừa còn vỏ như vậy nè thì nó sẽ ngon hơn. Chứ mình đừng có mua cái loại dừa dạt rồi, thì nói chung Châu cũng không biết nha. Không biết là dạt rồi mấy chị em người Việt bán thì... cái này có nhầm người, người ta bán á, cả nhà họ cũng nhận với mình là nếu mà cần dạt vỏ họ dạt cho luôn. Là Châu nghĩ nó cũng không có, nó không có mất, nó cũng không có hư gì mấy. Nhưng mà Châu nghĩ là ở trong siêu thị họ bán những cái dừa mà gọt sẵn á, thì nhầm khi siêu thị thì người ta để từ ngày này qua ngày nọ, nên là nó sẽ mất đi cái vị, nó không được ngon, nó bị lạc.
Chứ còn mình mua cái kiểu này mà mình nhờ người ta, mấy chị Việt Nam á, có nhầm người họ họ đồng ý họ dạt cho mình luôn thì nó cũng sẽ ngon nha. Thì thôi, Châu xin tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành xem video ủng hộ gia đình nhỏ của Châu. Nếu cả nhà thấy thích hãy cho Châu xin một like, một lượt đăng ký kênh và nhớ bấm vào biểu tượng chuông rung để theo dõi những video tiếp theo của Châu nha.